đi về nhà đi học về đi khoanh tay này, cúi người con chào ông ạ. Đâu ba nhà. Con chào bà. Bà. Con chào bố ạ. Bố bố ạ. Con chào mẹ ạ. Mẹ. Cúi người thôi, không phải cúi gập xuống thế đâu đi ạ. Đi ơi, đi nhìn cô này, chỉ hơi cúi người thôi, quay tay quay quay mà. Con chào ông ạ. Bố ạ. Bố ạ. Tay vào, đứng tay vào. Thế đúng rồi. Con chào mẹ. Thế đến lớp thì chúng mình chào ai? Chúng mình khoanh tay vào, chúng mình chào ai nhỉ? Chào ai nhỉ? Khoanh tay vào, chúng mình khoanh tay vào. Con khoanh tay vào. Đến lớp thì chúng mình bảo gì nhỉ? Con chào cô giáo. Đúng chưa? Con chào ông. Con chào bà. Con chào bố. Con chào mẹ. Nào, Đức nào, Đức chào lại nào. Su à, Su quanh tay vào con, quanh tay vào nào. Đi học. Con chào ông. Con chào bà. Con chào bố. Con chào bố. Con chào mẹ. Con đi học về. Con chào bà. Con chào bố. Con chào mẹ. Con đi học về. Rồi. Nào, con chào ông nè. Con chào ông. Đúng rồi. Con chào bà. Ừ. Con chào bố. Đúng rồi. Con chào mẹ. Thôi. Đấy, con chào.